Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Kinh Con Việt Nam. Mình là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc headset của thương hiệu Edifier, phục vụ cho việc dạy và học online. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình thử tìm hiểu xem với chiếc headset này có gì thú vị nhé. Ta-da! Chiếc bàn mình đây thì chính là chiếc headset của Edifier K800 với hai phiên bản. Một phiên bản là jack USB và một phiên bản là jack 3.5, kết nối được với lại PC này, laptop này, iPad và smartphone. Bây giờ thì mình sẽ nói về kết cấu bên ngoài trước nhá. Với chiếc headset này thì được làm bằng nhựa ABS vô cùng cao cấp và siêu nhẹ. Ở đây thì sẽ có một cái chốt tăng giảm như thế này ạ, để phù hợp với mọi kích cỡ đầu. Và phần tai nghe đây thì được thiết kế một lớp nệm rất là dày, giúp cho các bạn có một cái cảm giác rất là dễ chịu nếu mà đeo trong một thời gian dài. Và một điểm đặc biệt nữa của chiếc headset này chính là một lớp nệm dày như thế này thì cách âm rất là tốt đấy nhé. Với headset Edifier K800 này thì sẽ được trang bị thêm một micro đàm thoại như thế này đấy ạ. Với micro này thì sẽ loại bỏ những cái tiếng tạp âm này, giúp âm thanh trong trẻo hơn trong quá trình mà các bạn video call này, Skype hoặc là chat thoại với người thân và bạn bè. Và một điểm khác nhau giữa phiên bản USB và phiên bản 3.5 đấy chính là chiều dài dây. Với phiên bản USB thì chiều dài dây của nó là 2,8m, còn phiên bản 3.5 chiều dài dây của nó là 2m. Nhưng đây cũng chính là một cái chiều dài rất là lý tưởng để giúp các bạn linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng. Và bây giờ thì hãy cùng mình đi test thử xem sản phẩm này nó hoạt động như nào nhé. Bây giờ thì tới phần test của chiếc Edifier K800 nha. Hiện tại thì mình đang kết nối trước tai nghe này với lại chiếc laptop thông qua cổng USB. Không biết là chất lượng âm thanh như thế nào ạ? Các bạn hãy comment phía dưới clip này cho mình biết nhé. Trên đây là một số thông tin cơ bản về sản phẩm headset của Edifier K800. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại Kinh Con Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14 quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn những sản phẩm tiếp theo. Bye!